Hey, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người tại channel của Mitomi. Hôm nay Mitomi vừa nhận được một cây đàn E423. Thì đàn này là của một anh khách gửi từ Phan Thiết vào trung tâm của mình. Với tình trạng của đàn E423 thì cái lỗi thường xuyên nhất đó là lỗi bị chết phím. Các phím của mình sẽ đánh không có ăn được, tức là mình đánh xuống mà cái tiếng có tiếng không hoặc là tiếng bị nổ lớn lên. Thì bây giờ mình sẽ test trước nha. Đây, một số phím đã bắt đầu biết rồi, không lên tiếng. Đó, bên đây thì có lại. Thì những cái lỗi này thì khách đã báo cho mình cái tình trạng bệnh của cái đàn này, và mình sẽ xử lý cho ảnh trong ngày hôm nay để gửi về cho kịp. Nếu các bạn ở xa thì có thể gửi cho Mitomi qua đường xe, giao hàng, hoặc là nhờ người thân mang đến tận trung tâm của mình để được sửa chữa và lấy liền. Những bệnh liên quan tới phím và nút của E423 thì thường được xử lý rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sửa cái đàn này, sau đó mình sẽ up tiếp video clip để xem kết quả của việc sửa chữa. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào mọi người nhé. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa, và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.